Chiều nay đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, tặng quà hỗ trợ tỉnh Hưng Yên bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ với đoàn công tác về những thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra đối với tỉnh Hưng Yên. 174 hộ gia đình phải sơ tán, sập một căn nhà, 951 nhà bị tốc mái do hư hại, gần 13.000 cây xanh bị gãy đổ, 92 cột điện bị đổ, thiệt hại gần 11.000 ha hoa màu, 3.200 m2 nhà lưới bị tốc mái, 251 chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng, gần 12.000 con gia cầm bị chết. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Ngô Xuân Thắng gửi lời thăm hỏi chia sẻ trước những tổn thất do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng đã trao 1 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên khắc phục những hậu quả do bão Yagi gây ra. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời cho biết toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực khắc phục hậu quả cơn bão số 3, khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của cơn bão, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội.